Để đi đến với trường dạy nghề Thanh Xuân ấy, thì ở đây chúng tôi có khoảng 20 nghề đào tạo. Trong đó có một số nghề nó là cái đặc trưng của xã hội, chẳng hạn như cái nghề của tôi đang giảng dạy đó là nghề xe máy. Nghề xe máy là học trong vòng khoảng thời gian là 6 tháng. Học sinh học xong có khả năng đảm nhiệm về một cái cửa hàng sửa chữa hoặc tham gia vào các cái trung tâm sửa chữa của các cái hãng. Về việc xin việc làm ấy thì ở đây nó cũng dễ dàng hơn, bởi cái đặc thù cái nghề này là cái nghề phổ thông của xã hội. Thế trước đây thì với cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nó còn non kém thì cái xe máy nó cũng chỉ là những cái phương tiện bình thường, nhưng hiện nay là cập nhật được cái công nghệ mới thì xe máy nó cũng đã được áp dụng các công nghệ mới. Trước đây thì chưa có phun xăng điện tử thì hiện nay có phun xăng điện tử, phải không ạ? Thì học sinh cũng được cập nhật và học cái vấn đề đó, nắm chắc về vấn đề về kỹ thuật, phải không ạ? Để ra làm nghề được. Trong đó chúng tôi có mở rộng thêm là cho học sinh học xong và được gửi đến các cái cơ sở phía ngoài để mà thực hành, trau dồi cái kinh nghiệm